Cứ vào khoảng tháng 5, tháng 6 là quê hương miền Tây Nam Bộ sẽ bắt đầu đón những trận mưa đầu mùa và chính thức bước vào một mùa mưa mới với rất nhiều những hình ảnh, những thanh âm, những trải nghiệm, những câu chuyện kể và đặc biệt là rất nhiều những món ăn ngon gắn liền với mùa mưa của miền sông nước mà ai ai cũng thấy thèm và nhớ. Thiệt sự vậy, nếu trời nắng cháy da, con người ta trong bữa cơm chỉ thèm có tô canh húp cho đỡ khô cổ họng, thì trong mùa mưa, tuy có phần ướt át, nhưng lại khiến bữa cơm tự nhiên trở nên dễ ăn, dễ nuốt và ngon hơn rất nhiều. Những hột mưa rớt lộp độp trên mái nhà, mưa rớt trên tán lá cây, hay nhảy nhót dưới sông, dưới ruộng, để cuốn đi bụi bặm thường ngày, để rửa trôi những lo toan của cuộc sống và khiến cho bữa cơm gia đình càng thêm ấm cúng. Ngày mưa ăn gì thì ngon, nhiều lắm mà nghen. Cứ ơ kho quẹt hay mấy cái hột vịt luộc, lòng đào, dòm nước mắm chấm rau luộc là hao cơm lủng nồi. Hay có bữa má khìa cho một cháo lớn lòng và da đầu heo, hoặc mấy con cá he kho lạc với nước dừa, rồi nồi bánh canh hến béo ngậy thơm lừng, hay tô canh thịt gà nấu chung lá cách, là dĩa ớt xào lăng màu vàng nghệ thơm lừng, tô cháo lương nấu môn ngọt ngất ngây, dĩa nấm mối kho tiêu mặn mòi thấm vị. Quá chừng là món ngon, quá chừng là những mùi vị vừa quyến rũ lại vừa thân thuộc, được nấu lên từ những sản vật của mùa mưa đất phương Nam. Nhưng như vậy vẫn còn chưa đủ đâu. Mưa cứ rớt hột, không ngơi nghỉ. Mưa dầm về ảo não cả đất trời. Tiếng ếch nhái kêu vang dậy. Tiếng ẩn ương, bìm bịp thì cứ buồn da diết lắm. Bất chợt, từ trái bếp nhà ai bay ra mùi mắm thơm phức, hòa chung mùi nước mưa, hòa chung mùi đất ruộng. Nghe sao mà nó đê mê, quyến luyến. Nghe sao mà đã đời, mà thèm thuồng không cách nào chịu nổi. Ờ đúng rồi đó, ngày mưa trên miền đất phương Nam thì nhất định phải có món mắm. Mắm sống, mắm chưng, mắm kho, mắm chiên, mắm cá, mắm tép, mắm còng, mắm ruốc, lại kết hợp cùng các loại rau đặc thù của mùa mưa thì cơm nào mà chịu nổi và lòng nào mà nhịn thèm cho nổi. Mắm có rất nhiều cách ăn và cũng có nhiều cách chế biến khác nhau để đem tới những vị ngon cùng những cảm nhận không giống nhau ở nhiều lần thưởng thức. Mà cách ăn đơn giản nhất có lẽ là ăn mắm sống. Mắm sống tức là mắm chỉ được làm chín bằng ủ muối chứ không qua nấu nướng gì thêm nữa. Do vậy, cách ăn này có thể nói là dân dã nhất và phản ánh đúng cái nết dễ ăn dễ uống của bà con xứ mình. Mắm để ăn sống có nhiều loại lắm, như mắm cá sặc, mắm chốt, mắm ba khía, mắm ruốc, mắm tép, mắm còng lột, mắm tôm chà. Mỗi thứ sẽ có một vị ngon đặc trưng để viết thành những câu chuyện riêng trong bầu trời ký ức của mỗi người. Mắm cá sặc hay cá chốt đem xé ra, bỏ xương, rồi trộn chung xíu tỏi ớt chanh đường cho dịu bớt vị mặn, thêm mớ rau sống thiệt non, thiệt tươi, mấy trái bần, trái khế, vài trái chua chát nữa là ngon khỏi phải bàn cãi gì thêm. Đặc biệt, mắm sống mà ăn chung cơm nóng là trật chìa, phải ăn với cơm nguội thì mới ngon, mới hợp ý, vừa lòng. Ngoài ra, với mắm sống, bà con mình còn ăn chung bắp nấu hay khoai lang luộc nữa, thêm dĩa dừa rám nạo, rau sống. Ngó qua thấy ngộ ngộ, chứ mà ăn ngon khỏi chê luôn đó à. Lấy lá rau bự, bỏ miếng khoai lang lên, gấp đũa mắm, thêm xíu dừa nạo, quấn gọn lại, bỏ vô miệng nhai. Chèn ơi, ta nói con mắm mặn mặn, khoai bột bột, dừa thì béo, rau thì mát. Tưởng hổng ngon, ai dè, ngon hổng tưởng nổi. Đã lắm luôn đó à ngang. Hay như với con ba khía, thứ con tướng giống cua, vỏ cứng, thì ngoài những món luộc, món xào hay nấu canh, bà con cũng đem đi làm mắm. Mắm ba khía khi muối chín có màu tím tím hơi đen.
người nội trợ sẽ tách bỏ mai, xé ra rồi rửa lại bằng nước sôi cho ra bớt vị mặn. Sau đó trộn chung chanh đường, tỏi ớt, rồi thêm mấy trái me non đâm nát ra, hay trái xoài bằm sợi, hoặc trái khế xanh sắc lát mỏng. Vì chứ ba khía mà trộn chung khế chua, thì cái vị mặn mặn chua chua, nó hòa quyện với nhau, khiến ai ăn là thèm. Mà ai lỡ nhìn thấy, thì nước miếng cũng tự nhiên chảy dài. Nói tới mắm sống miền Tây, thì còn có mắm tép nữa. Con tép bạc đất được làm mắm, tới khi chín sẽ chuyển màu đỏ au và thơm lắm. Đem trộn chung đu đủ bào sợi và nêm nếm gia vị lại. Sau chừng một buổi để đu đủ ngấm vị mắm là vừa ăn. Mắm tép đu đủ dọn ăn chung, có thịt ba rọi sắc mỏng, có tép bạc đất luộc chín lột vỏ, có bún, rau sống và tô nước mắm chua ngọt, kèm sắp bánh tráng nữa là đúng bài luôn đó. Cuốn mắm, rau, tôm thịt vô bánh tráng, rồi chấm nước mắm, bỏ vô miệng nhai. Ban đầu là nhai nhẫn nha, nhai nhẹ nhàng từ tốn. Nhưng sau đó, vị ngon trôi xuống bao tử, đã quá, nên cứ thôi thúc con người ta. Thôi thì khỏi cần thùy mị gì hết, ăn thiệt tình vô ngang. Thím Tư, cô Chín, cuốn thêm mấy cuốn nữa, ăn cho no chứ đừng có mắc cỡ à. Đồ ăn ngon vậy, mắc cỡ là chủ nhà buồn lắm mà nha. Nói tới mắm của phương Nam đó thì có rất nhiều loại mắm và nhiều cách ăn khác nhau. Người ta có thể ăn mắm sống với lại khoai lang nè, chuối chát nè, rồi trái bần nè, hay là mắm chưng, mắm chiên. Mỗi một cách ăn như vậy sẽ mang đến những cảm nhận về vị giác vô cùng khác nhau, nhưng mà chung nhất vẫn là cái sự ngon lành và lưu giữ lại được cái bản chất dân dã của những món ăn miền sông nước. Không phải vì vậy mà món mắm người ta xem là món ăn của nhà nghèo thời đói khổ đâu nha. Mà bây giờ đó, món mắm người ta đã đem đi nấu chung với những loại đặc sản như tôm, cá nè, hay là bông rau đặc sản của xứ này, rồi dọn lên trên mâm bàn để đãi khách. Bữa cơm nhà quê đón khách không chỉ có món ngon của quê hương mà còn có cả tấm chân tình mà người dân miền sông nước gói ghém vào trong đó nữa. Không ai có thể biết chính xác được rằng món mắm chính thức xuất hiện vào ngày tháng năm nào và do ai nghĩ ra. Chỉ biết rằng, theo dòng chảy không mệt mỏi của thời gian, món ăn có cái hương vị mặn mòi này đã cùng lớn lên, cùng đồng hành với những đứa con miền sông nước. Và càng ngày càng lưu hương thật sâu, lưu vị thật lâu. Không chỉ trong giác quan của những ai đã thường thưởng thức món mắm, mà hơn nữa, nó đã trở thành một phần linh hồn của mảnh đất miền Tây hai mùa mưa nắng. Cho dù giản đơn bình dị như món mắm sống, mặn mòi như mắm chưng, hay chan chứa như món mắm kho dọn lên làm lẩu, cho dù ở khía cạnh nào, ở góc nhìn nào, ở góc cảm nhận nào, thì món mắm luôn luôn là món ăn linh hồn của vùng đất nhiều sông, nhiều nước. Có mấy bữa mới sớm dậy đã thấy trời buồn hiu, rồi mưa dầm từ sáng tới tối khuya vẫn chưa ngớt hột. Người nông dân dầm mưa cả ngày, lạnh run, chạy lẹ về nhà, thay đồ xong là đã thấy bà xã đang dọn cơm. Cơm quê ngày mưa đơn giản thôi, chỉ có dĩa thịt ba rọi xào chung mắm ruốc và nhiều sả ớt, thêm rau sống hay mấy trái dưa leo hái ngoài rẫy, cùng nồi cơm nóng xới lên bốc khói nữa. Gấp miếng dưa leo quẹt vô thịt xào mắm ruốc rồi già cơm nhai nuốt một cách ngon lành, cắn thêm trái ớt cay hít hà nữa chứ. Vậy thôi đó mà cái lạnh ngày mưa tiêu tan đi đâu mất hết. Chỉ còn bữa cơm quê dân dã cùng tình chồng vợ cũng đậm đà và sâu lắng như vị mắm của quê hương. Còn như ai đã lỡ mê món mắm chưng thì chắc chắn trong những ngày miền Nam mưa dầm sẽ tranh thủ cơ hội để được thưởng thức món ăn tương đối dễ mần nhưng hao cơm lũng nồi này cho mà coi. Mắm chưng có thể là mắm cá lóc nguyên khứa chưng chung với thịt ba rọi, hay là mắm linh, mắm sặc bằm nhuyễn trộn chung thịt bằm và hột dịch, rồi chưng cách thủy.
món mắm chừng nào cũng ngon và dễ gây thèm, gây nhớ cả. Nếu là mắm chưng hột vịt thì người đầu bếp nhà quê sẽ khéo léo rưới phần trồng đỏ lên trên để cả tô mắm dậy lên màu vàng đẹp mắt. Còn mắm lóc chưng thì có màu nâu của mắm nằm chung với màu trắng của thịt ba rọi, dậy lên mùi thơm khiến bất kỳ ai cũng phải xao xuyến. Mắm chưng mặn mòi thì phải ăn kèm rau sống mới ngon, nhớ có dưa leo, chuối chát, thêm khế chua nữa hay mớ đậu rồng, nhờ mưa xuống nên lúc nào cũng tươi non, đã mắt. Có mắm ngon, có rau dường, có cơm nóng, có gia đình quay quần, thì bữa cơm quê tuy chỉ giản đơn thôi, nhưng mà đủ để khiến người tha hương cứ chợt nhớ là lại muốn tất tả quay về. Mùa mưa xuống không chỉ đơn giản khiến đất trời bớt đi cái nóng mà còn kéo theo con nước từ thượng nguồn đổ về, làm nên mùa nước nổi miền Tây và tạo thành mái nhà chung khổng lồ cho các loài tôm cá cũng tìm về. Thêm vô đó là vô vàn các loại rau ngon để nấu lên những món ăn đặc trưng của mùa mưa, của mùa lũ. Trong đó nhất định phải có mắm kho hay chính là lẩu mắm. Người sành ăn ai cũng biểu rằng chưa ăn lẩu mắm thì chưa biết, chưa hiểu về miền Tây. Ngẫm ra cũng đúng thiệt. Chỉ một nồi lẩu dọn lên mà biết bao tinh túy của mảnh đất này đã hiện diện ở trong nó rồi đó. Mắm sẽ được nấu kỹ, rây bỏ xương và nêm nếm vừa miệng. Bỏ vô đó là những thứ sản vật của quê hương sông nước. Có gì nấu nấy, như con lươn mập, khứa cá béo, con tôm sông tươi rò rói, hay mớ cá linh dãy lấp lánh ánh bạc. Lẩu mắm sẽ được nhúng chung bởi rất nhiều những thứ rau chỉ riêng có ở nơi này, như bông súng, rau nhút, hẹ nước, điên điển, sù đũa, tai tượng. Thứ nào cũng non mướt, thứ nào cũng tươi nguyên hương vị của đồng quê sông nước cả. Lẩu mắm dễ ăn lắm, ăn với cơm cũng được, mà ăn với bún lại thêm ngon. Ăn trong bữa sum họp thường nhật thì ấm bụng, mà dùng để tiếp đãi khách khứa ghé chơi nhà thì lại càng thêm thơm thảo tấm lòng của gia chủ. Cả nhà cùng quây quần bên cái nồi lẩu đang nóng sôi và dậy mùi mắm thơm phức. Người thì gấp bún, người thì gấp cá, người lại trụng rau, người giơ tay chan nước. Ai nấy cứ tự nhiên, thiệt tình ăn uống, thiệt tình vui vẻ, rồi quay qua mời nhau ly rượu cay nồng, rồi lại hỏi thăm nhau, kể lại cho nhau nghe đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Nước lẩu đậm vị mắm, húp dồn miếng nào là bụng dạ ấm liền tới đó. Cá ở quê thì thơm mà ngọt, còn mấy thứ rau quê thì đúng là tuyệt phẩm. Tuy rạc ri quê mùa, nhưng vị ngon và những cảm nhận vị giác mà nó đem lại cho người thưởng thức thì đúng không phải dạng thường. Vị mắm, vị cá, vị rau, rồi còn cả cái vị tình quê nữa, tất cả hòa chung với nhau, để rồi cái lẩu mắm nhỏ nhỏ ban đầu, nó không còn đơn thuần là món ăn nữa, mà đã trở thành một nỗi nhớ rất riêng, khó lòng định nghĩa, khó lòng gọi tên, và không thể nào quên được. Món mắm của miền sông nước bằng một cách chân phương bình dị nhất, nó đã đi vào đời sống của bà con và trở thành một cái nét văn hóa ẩm thực đặc trưng của xứ này, khiến cho nhiều người phải thương hương nhớ vị. Để có được một hũ mắm ngon thì phải trải qua thời gian ủ hàng mấy tháng trời. Rồi để có được một bữa cơm mắm ngon đó, phải nhất định nấu trong cái trái bếp nhà quê, được nêm nếm bằng tình thương ruột thịt và được thưởng thức trong cái khung cảnh nhà quê mộc mạc. Một mái nhà nhỏ, một bờ ruộng xanh, một dòng sông rộng, một trận mưa dầm về những ngày nước nổi, một tấm chân tình của người nhà quê. Con cá làm ra con mắm, vợ chồng nghèo, thương lắm mình ơi.